trong thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông cũng như các trang mạng xã hội liên tục cập nhật về vấn đề lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, không ít người tỏ ra hoang mang và lo lắng. Vì vậy, việc bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng là rất quan trọng. Nhiều người lựa chọn đạp xe là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng và giải trí trong mùa COVID-19. Tuy nhiên, bạn cũng không nên bỏ qua những lưu ý đạp xe ngoài trời để phòng chống COVID-19 nhé! Một, vệ sinh chiếc xe của bạn. Sau một buổi tập luyện đạp xe ngoài trời, chắc hẳn xe của bạn cũng đã đi qua các đoạn đường nước, bùn lầy, đất đá. Những việc đó khiến chiếc xe của bạn đã bị bẩn đi phần nào. Vệ sinh chiếc xe của bạn sau các buổi đạp xe ngoài trời để chắc chắn rằng nó luôn sạch sẽ và tránh nguy cơ lây nhiễm. Vệ sinh chiếc xe đạp của mình không chỉ ngăn ngừa virus mà còn làm cho xe của mình đẹp và thẩm mỹ hơn. 2. Hạn chế tụ tập. Hạn chế tụ tập và đạp xe ở chỗ đông người. Hạn chế đạp xe theo nhóm trong thời gian này để giảm đi sự tiếp xúc qua lại với nhau và giữ khoảng cách an toàn với người khác. Bạn nên đạp xe một mình vào buổi sáng hoặc buổi tối. Việc đạp xe một mình sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt đạp xe một mình vừa giúp bạn giảm thiểu sự tiếp xúc với mọi người khi thể thao. Ngoài ra, đạp xe một mình bạn có thể tự lựa chọn chuyến đi cho mình, không cần phải tăng tốc chạy theo một ai đó, không cần phải trò chuyện với bất cứ ai, hãy để suy nghĩ của bạn trôi theo dòng chảy một cách tự nhiên nhất. Đôi khi, cứ để suy nghĩ của bạn như vậy sau một thời gian dài làm việc giúp bạn phấn chấn hơn, giải trí và vui vẻ hơn, đặc biệt giảm bớt sự căng thẳng. 3. Chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân. Luôn trang bị cho mình một chiếc khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn để sử dụng khi cần thiết. Bạn yên tâm vì việc đeo khẩu trang sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới việc đạp xe, tập luyện của bạn. Ngoài ra, găng tay sẽ giúp bạn hạn chế tiếp xúc với các vật thể xung quanh. Những phương tiện, vật dụng ở nơi công cộng là nơi khá nhiều người chạm vào. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao. Ngoài việc đạp xe để tăng sức đề kháng, chúng ta cũng nên tự trang bị đầy đủ các cách và biện pháp phòng tránh cho mình. Cùng Xe Đạp Xanh lưu ý những việc nhỏ nhặt này để đẩy lùi COVID-19 thôi nào.